phải tôi là người tôi yêu tôi thương, bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương, trước khi đi là người tôi yêu tôi thương, xung quanh tôi là người tôi yêu tôi thương. Thưa quý vị thân mến, tôi là Sơn Lâm. Quý vị thân mến, Sơn Lâm thì đang đứng ở bên phải của tôi, nhưng theo quy luật ý thì bên trái mới là chính, tức là tôi là Huyền Trang. Quý vị ơi, chị Huyền Trang là chính của anh Sơn Lâm, nhưng mà chị Huyền Trang đứng bên phải của tôi, tức là chị Huyền Trang chỉ là phụ thôi, tôi mới là chính, tôi là Việt Hạ. Tóm lại là thưa quý vị, chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là trái chính phải phụ. Quý vị đang theo dõi Lướt Trên VTVGo. Thưa quý vị thân mến, giờ là lúc chúng ta cùng cắt nghĩa về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, trái chính phải phụ. Tóm lại là trong cuộc sống của chúng ta ấy, có rất nhiều những vấn đề mà chúng ta thấy rằng là tưởng nó là chính nhưng nó lại không phải là chính, nghĩ nó là phụ nhưng nó lại không phải là phụ chính, đôi khi lại hóa phụ, phụ đôi khi lại là chính. Tóm lại rồi bạn ơi, một cái chủ đề hay và hấp dẫn như thế tại sao bạn lại giải thích một cách lăng nhăng rắc rối để khán giả người ta không hiểu nhỉ? Nó đã là trái chính phải phụ thì chúng ta phải đi cắt nghĩa, giải thích chuẩn xác thì khán giả mới có thể hiểu được. Đâu đâu nói đi xem nào. Đây nhá, tôi nói cho bạn nghe. Trái là gì? Trái là đi ngược với quy tắc, đi ngược với chuẩn mực. Phải là gì? Phải là trái của trái. Đấy, phải giải thích như thế thì khán giả người ta mới hiểu được cái chủ đề ngày hôm nay sâu sắc đến như thế nào. Đâu đâu quá. Ôi giời ơi, hai anh chị giải thích xong ấy vẫn chẳng hiểu cái gì cả. Tóm lại là vẫn phải có ví dụ. Quý vị có thể thấy là các nghệ sĩ sau đây đã từng ở trên phóng sự của Chuyển động 24 giờ và nghề tay phải của họ thì là nghề diễn viên, nhưng mà nghề tay trái của họ thì lại là nghề mà đem lại nguồn thu nhập chính. Như người nghệ sĩ này tại sân khấu kịch Quốc Thảo thành phố Hồ Chí Minh, phụ bếp, bán hàng thuê, xe ôm công nghệ. Đó chỉ là 3 trong số rất nhiều những công việc hàng ngày của anh. Chỉ đến tối thì anh mới được sống đúng với đam mê sân khấu của mình. Những trường hợp như người nghệ sĩ này không quá hiếm gặp. Rất nhiều diễn viên trẻ khác vẫn đang hàng ngày lấy ngắn nuôi dài, mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau để nuôi dưỡng đam mê của mình. Đối với ngành diễn viên thì không có được bao nhiêu hết. Dạ, nếu mà nói về trang trải trong cuộc sống thì không đủ ạ. Vì là thu nhập đấy quá nhỏ nên em mới làm việc phụ thêm 3-4 công việc nữa để có thể đủ để mà nuôi cái đam mê là nghề diễn viên của mình. Đấy, nói chung là cuộc sống của những người nghệ sĩ khá là khó khăn. Trong phóng sự vừa rồi là mình thấy cái điều đó. Tuy nhiên có một cái tín hiệu tích cực là gì? Đó là quý vị thấy họ vẫn tiếp tục chiến đấu, họ chưa bỏ cuộc. Mà nguyên tắc là gì? Còn chiến đấu là còn có cơ hội. Tôi cảm thấy rất ấn tượng với những nghệ sĩ sau mà thực ra là tôi thấy rằng là cũng rất là đồng điệu trong cái chủ đề này. Đấy chính là rapper Đen Vâu này và các thành viên của nhóm Đa LAB. Thực ra để có được cái sự nghiệp đỉnh cao như bây giờ thì trước đó họ cũng đã có hoạt động rất là nhiều những ngành nghề khác nhau và chính họ cũng đã có những cái sự chia sẻ rất là thú vị về câu chuyện này trên sóng của VTV. Thì em làm công nhân môi trường, đi thu gom rác ở trên biển á, những thứ em làm lúc đó với những thứ em làm bây giờ về âm nhạc á, nó không khác gì nhiều á. Nhưng tại sao em cái đời sống của em lại khác đi? Chỉ có thể do những thứ mà mọi người ban cho em cảm thấy biết nhiều hơn. Đó là lần đầu tiên mà em nhận được tiền từ âm nhạc. Có 2 tờ $100, một tờ em đưa cho ba em để ba em đưa vào ví. Còn một tờ thì em dùng nó để sản xuất cái mixtape nhạc đầu tiên của em vào năm 2016. Ví dụ như Cào cũng đã có một quãng thời gian làm kỹ sư về cầu đường, đúng không ạ? Kỹ sư cầu đường có kiếm được không Cào? Công bằng mà nói thì nó cũng có thu nhập tốt. Bởi vì em làm cái công việc đấy cho nên là em đủ sức để gọi là gồng gánh qua đến những cái năm đầu tiên. Không thể kiếm tiền từ âm nhạc. Lấy tay phải nuôi tay trái. Chính xác. Ngồi nói chuyện với nhau anh Ngào còn bảo kiểu sau này xa cơ lỡ vận tao lo cho ba thằng chúng mày công việc ổn định 10 triệu một tháng. Tôi nghĩ rằng là hành trình nghề nghiệp của mỗi người ấy, nó cũng là một hành trình mà sẽ có nhiều cái vất vả, thăng trầm, xáo trộn ở trong đấy, nhưng mà mình phải đi qua những cái điều đó, dần dần tích lũy thì cuối cùng mình mới đạt được một cái gì đó. Tôi tin là hiếm có ai sinh ra mà chỉ có đi theo một con đường và xuyên suốt một nghề nghiệp từ ngày khởi nghiệp đến cuối đời đó. Chúng ta sẽ cũng phải có lúc mà có nghề chính, nghề phụ khác nhau. Thế ví dụ bây giờ tôi biết là Sơn Lâm là không chỉ là nghề MC là một nghề duy nhất của bạn đâu. Ngoài MC cứ cho là bây giờ là nghề chính của bạn ra, nghề tay phải của bạn ra, thế nghề tay trái của bạn phải xem nha. Thực ra thế này, nghề truyền hình, nghề MC đối với tôi là nghề phụ. Là nghề phụ. Nghề chính của tôi là nghề khác. Là? Nghề chính của tôi là một người đàn ông của gia đình, một người cha mẫu mực, một người chồng hoàn hảo, một người đàn ông tử tế. Vâng, tôi xin cảm ơn câu trả lời của Sơn Lâm. Tôi muốn biết về nghề tay trái của Hà. Em thì trước khi vào đài em là giáo sư tiếng Anh. Và thật ra thì công việc đấy vẫn là nghề phụ của em cho đến bây giờ. Chính nghề phụ thì nói thế chứ mà nó sẽ trộn lẫn lại với nhau, tạo thành cái con đường sự nghiệp của mình. Và nó làm cho cái con đường đấy màu sắc hơn. Bây giờ thế này, tôi nghĩ rằng một trong những cái điều đặc biệt mà tạo nên điểm nhấn cho sự nghiệp của mỗi người đấy là cái khả năng gọi là sao, nhìn ra cơ hội trên cái con đường mình đang đi, đúng không? Có thể là người ta vẫn đang đi chung một con đường nhưng mà mỗi người nhìn thấy một cái cơ hội khác. Ví dụ như này, nghề sale công nghệ đi, sale công nghệ quen không? Đúng không? Quen. Thì bây giờ một người sale công nghệ mà thu nhập từng này và một người khác cũng sale công nghệ mà thu nhập từng này, tại sao lại thế thì nó khác nhau ở cái gì? Thì thưa quý vị thân mến, cái khoảng cách này nó khác nhau ở cái việc là người ta nhìn ra một cái cơ hội, mà cái cơ hội đó cụ thể trong một phóng sự chúng tôi vừa mới làm ấy, đó chính là việc trở thành một TikToker. Sáng chở khách, tối về dựng hình, chỉ đơn giản ghi lại những gì xảy ra trong một ngày. Nhưng những video này đã giúp Mạnh có những hợp đồng tài trợ nhiều hơn cả lương chạy xe. Em dạy anh quả câu anh yêu em, hôm nào anh nói chuyện với cho mấy bạn Hàn đó. Hiện tại thì mình đang nhận booking quảng cáo thì nó khoảng được 5 triệu một video. Bất kể trong cái tình huống như nào thì mình cũng phải linh hoạt và mình có thể là theo được cái câu chuyện đấy để tạo ra được những cái video mà thú vị cho kênh của mình. Tóm lại là trái chính phải phụ nó là như thế. Tức là gì? Chạy xe ôm tưởng nó là chính nhưng không, nó là thu nhập phụ thôi. Thậm chí là thu nhập không đáng kể so với cái việc mà nó phát sinh trong quá trình mình làm việc chính, đó là làm TikToker. Và không chỉ là những cái bạn mà làm xe ôm công nghệ giống như là đoạn video vừa rồi đó, tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ khi mà họ đã nắm bắt được thời cơ, họ có sự nhanh nhạy, họ có sự thông minh, sáng tạo ấy, thì họ sẽ có những cái sự biến chuyển làm sao để cho sự nghiệp của mình khởi sắc nhất. Biết đâu trên đường đời của mình, đang trên con đường sự nghiệp của mình nắm bắt được thì ta sẽ có những cái ngã rẽ tốt đẹp hơn. Thưa quý vị thân mến, trong không gian này có thể quý vị đang nghĩ rằng đây là một không gian đang rất là thư thái, thư giãn của hai cô gái này, nhưng không. Đây là một khoảng không gian, một không khí rất là căng thẳng. Họ đang tập luyện cho một cuộc thi rất là nghiêm túc. Hãy trò chuyện với họ. Chà, tập trung vào quý vị. Chào bạn. Bạn cho tôi hỏi là cái cuộc thi bạn đang tập luyện, đang tham gia là gì? Khổ quá, đi ra chỗ khác, người ta đang cần tĩnh lặng, một cái không gian thật là thư thái để người ta luyện tập. Biết rồi, nhưng mà hỏi một tí khán giả người ta thắc mắc xem mà luyện tập cái gì mà cứ như này. Ủa thế nhìn mà không thấy à? Thi năm chứ còn thi gì? Thi năm? Chứ sao? Luật thi là sao bạn? Chỉ cứ nằm càng lâu càng tốt, nằm càng lâu thì giải thưởng càng cao. Tôi đã bảo đi ra đi, đừng cứ phải để nói nhiều nhỉ. Rồi rồi, chúc bạn nằm lâu để đắp chắn lại cho bạn. Không hiểu sao lại chọn cái tư thế nằm sấp nó khổ thế này. Trời ơi, còn đây thưa quý vị, những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngơ ngạch. Cô gái này mới là hú hồn đấy quý vị. Chào bạn. Bạn đang tham gia cuộc thi gì? Tập trung là nhập tâm luôn rồi quý vị. Ánh mắt thất thần. Nó một câu thôi, đang tham gia cuộc thi gì, cái luật thi làm sao? Khổ quá, nói một tí thôi, khán giả người ta muốn biết. Nói nhanh nào, một tí thôi, cái luật thi là được rồi. Khổ quá, im lặng mà cứ biết nói. Hóa ra là cuộc thi im lặng, tức là không được nói, chỉ ngồi im thôi. Là cô gái này đã bị loại rồi. Dạy chị ơi. Ôi, cái gì đấy? Vẫn đang thi mà. Thua rồi còn đâu nữa mà thi. Thế em thua thế chứ hay là em lại thấy chị vô tri nên em bảo chị bỏ thi? Này, thực ra thưa quý vị khán giả thân mến, cuộc thi này nó không hề không có ý nghĩa. Nó không hề là ai mà nghĩ rằng cuộc thi này là một cuộc thi vô nghĩa, đó là một suy nghĩ sai lầm. Đằng sau đó là một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Số những cuộc thi tương tự ấy đã từng được tổ chức tại Hàn Quốc này, tại Montenegro này. Và cái việc mà những người tham gia cuộc thi này họ ngồi im một chỗ, nó chỉ là cái phụ thôi. Cái chính của nó là gì? Là cái ý nghĩa của cuộc thi mang lại. Mà cái ý nghĩa của nó thì mời quý vị cùng lắng nghe người mà đã từng vô địch cuộc thi này tại Hàn Quốc, họ vừa mới trả lời. Những người lao động như tôi phải sử dụng nhiều trí não và suy nghĩ rất nhiều, và chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Thật là tốt khi được nghỉ ngơi một chút nhờ cơ hội này. Tôi muốn tham gia một lần nữa nếu cuộc thi này diễn ra vào năm sau. Ra đời vào năm 2016, Cuộc thi ngồi im bất động được tổ chức hàng năm ở Seoul và nhân rộng ra khắp Hàn Quốc. Mục đích chính của cuộc tranh tài này là phá vỡ quan điểm cho rằng việc không làm gì là lãng phí thời gian. Thi nằm theo đúng nghĩa đen là 7 người này. Họ đã thực hiện cuộc thi lần thứ 12 của những người muốn đua tranh xem ai mới là người lười nhất Montenegro. Tự chứng minh mình là người lười vô địch, mang lại phần thưởng 1.000 euro, tức là hơn 25 triệu đồng cho một trong những người đang nằm ở đây. Hiện những người tham gia thi đã nằm gần 22 ngày liên tục và họ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm bỏ cuộc. Tôi lần đầu tiên thi, tôi muốn thử thách khả năng của mình. Động cơ chiến thắng của tôi rất lớn và tôi có nhiều thời gian rảnh, nên nằm đây tôi thấy rất thích. Đấy, quý vị thấy đấy, chúng ta vừa được lắng nghe chính những người trong cuộc người ta nói về những cuộc thi như vậy. Và cá nhân tôi cảm nhận rằng là chính những người chơi mà người ta tham gia những cái cuộc thi như này, họ lại tìm kiếm ra được những cái cơ hội là những cái khoảng thời gian được nghỉ ngơi, được thư giãn. Thế đơn cử, tôi áp dụng luôn vào chính bản thân mình. Tôi nói thật, nếu mà bây giờ mà có cuộc thi ngủ ấy, tôi đảm bảo là tôi tham gia luôn, và tôi còn chắc chắn luôn là mình có thể là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Nếu có cuộc thi đó, Huyền Trang liệu có thể cho Sơn Lâm tham gia cùng được không? Chúng mình thì không cần phải được giải nhất nhì ba gì đâu, mình chỉ cần ngủ thôi. Với những người chơi mà tham gia những cái cuộc thi mà chúng ta vừa nói, cái chiến thắng không phải là cái mục tiêu quan trọng nhất đối với họ. Là như thế. Đúng, mà cần những cái gọi là gì? Trải nghiệm. Đúng, trải nghiệm. Và trong nhiều những cuộc thi, những game show do VTV tổ chức cũng thế. Nếu mà nói về những người mà đạt giải nhất, giải nhì, giải ba này kia thì nó chỉ là một vài người. Thậm chí trong nhiều game show theo luật chơi nó chỉ là một người được giải nhất, được vô địch mà thôi. Có những người còn lại thì sao? Chẳng lẽ họ lại vô nghĩa à? Không, họ cũng có những cái ý nghĩa riêng mà họ tìm kiếm chứ. Tức là họ sẽ tìm kiếm được những cái khoảnh khắc mà họ sẽ còn nhớ mãi. Đúng, cái đó thì em cũng đã có chuẩn bị rồi. Đây, để em. Để mà nói về đường lên đỉnh Olympia thì bên cạnh những phần thi kiến thức xuất sắc của các thí sinh thì những khoảnh khắc mà các em thể hiện bản thân cũng là gia vị không thể thiếu của chương trình. Trước khi thi thì phải khởi động, mà đã mất công khởi động thì phải khởi động sao cho độc đáo. Nam sinh này quyết định mở một lớp training dạy trend TikTok cấp tốc mà học viên thì chính là MC Khánh Vy. Cũng là khởi động nhưng màn khởi động này lạ lắm. Hóa thân thành rapper MCK để rap melody cho cả chúng quay nghe. Oh baby boo, yeah, you my baby boo, yeah. Đang bestie của em, nói là anh và em hợp gu, yeah. Thâu đêm trong phòng thu, yeah. Bay sang bên cả khu, nhưng em không còn nữa, bật nắp ra ra và tu. Và cũng là rap nhưng mà nam sinh ngay sau đây lại còn ghê gớm hơn khi mà rap hẳn dãy số pi bằng 3 thứ tiếng. Sân khấu của đường lên đỉnh Olympia cũng ghi nhận có những thí sinh có những sở thích vô cùng độc đáo, như là thí sinh này cứ đi học là phải cãi nhau với ngỗng. Tại đường đi của em thì có một đoạn ngỗng cũng khá là dữ, thì lúc thì có một lần em đi qua thì bỗng nhiên bọn nó xông ra thì rất là hung tợn, kêu quạt quạt đến khiến mà em suýt thì té. Thì từ đó thì mỗi lần đi qua sẽ kêu quạt quạt mới nói lại nữa mà. Hay là nơi ươm mầm cho người đẹp hay là hoa hậu trong tương lai. Dương Hữu Thiện, 17 Tây Ninh. Cảm ơn những ví dụ hết sức là cụ thể và thú vị của Việt Hà. Và thông qua những ví dụ mà Việt Hà vừa mới đưa ra thì tôi mới thấy rằng là các game show, đặc biệt là các cuộc thi bây giờ ấy, chính là nơi để các bạn thí sinh khi mà tham gia có cơ hội trưng trổ và bộc lộ những cái tài lẻ, những cái tài năng rất là đỉnh chóp, giống như là cái từ Việt Hà vừa mới chia sẻ đấy. Gần đây thì tôi cực kỳ ấn tượng một cái trường hợp trong một cuộc thi rất mới vừa được lên sóng trên VTV3, đó chính là sinh viên thế hệ mới. Có một bạn sinh viên, tức là đã rất biết nắm bắt cơ hội, biến bản thân của mình từ một người, tức là đến chỉ là để tham gia cổ vũ. Tôi biết, đến tham gia cổ vũ thôi, tức là việc chính là đến xem thôi, đúng, đến cổ vũ thôi. Nhưng lại tự nhiên trở thành nhân vật chính trong cái số phát sóng hôm đó. Trở thành một thí sinh được chọn vào vòng trong luôn. Chuẩn luôn, thế là từ vụ hành chính. Mình thấy các bạn lên thuyết trình về những cái dự án của mình thấy rất là cuốn hút và mình rất là muốn mình được đứng lên trên đấy để thuyết trình cái dự án mà mình mong muốn, mình ấp ủ từ bao nhiêu lâu nay rồi. Nên là mình đã có một ý tưởng, đấy là mình có hỏi thầy là thầy ơi, liệu là bây giờ em có thể đăng ký thêm và sau chương trình này được không? Em cảm ơn ạ. Bà giám khảo sợ quá à. Không phải sợ đâu, có thầy Ngọc ở đây. Cảm ơn Cẩm Ly, cô bé siêu siêu nhưng mà giọng nói rất truyền cảm. Đây là một trong những bài thuyết trình tốt hàng đầu mà anh nghe từ đầu đến giờ. Thưa quý vị, nếu như quý vị muốn biết là bạn thí sinh này có tiếp tục gây được những ấn tượng ở những vòng thi tiếp theo hay không, hãy theo dõi chương trình Sinh viên Thế hệ mới phát sóng lúc 20h30 thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3, hoặc là quý vị có thể xem lại trên các kênh số của đài truyền hình. Nhân dịp hôm nay là nói về tài lẻ và nắm bắt cơ hội thì em xin được gửi tới anh chị và quý vị khán giả một ca khúc, và ca khúc đó có tên là Thôi em ơi, chị xin em gửi. Nói là về trái chính phải phụ thì thôi em cứ chuyên tâm cho chị, là em bây giờ em tập trung vào cái công việc là dẫn lướt trên VTVGo. Còn cái gì nó là tài lẻ phụ thì em lại cắt vào trong thì em không thấy à. Đây quý vị ạ. Nói thì lại bảo tổn thương con em, nhưng rõ ràng là chúng ta phải nhìn lại với cái khả năng âm nhạc của Việt Hà xuyên suốt. Không có cái thực tế. Đúng là xuyên suốt các chương trình lướt trên VTVGo. Bạn ơi từ từ đây này, người ta comment đây này. Sao? MC hát nghe mất cả ngủ. Đấy thấy chưa, khổ quá. Nó có một cái chưa đủ, tức là người ta bảo là ba MC hát nghe mất cả ngủ, tức là có cả muốn tôi với muốn bạn hát đấy. Mình bỏ cái chủ đề hát hò đi, tại vì bây giờ tôi đang muốn là nhấn mạnh vào một cái thông tin cực kỳ là quan trọng tôi muốn chia sẻ đến Việt Hà dành cho tất cả quý vị khán giả là Sơn Lâm. Anh có phải đàn ông không? Ơ này, buồn cười thật. Anh có phải đàn ông không? Bạn nhìn bạn phải biết chứ, câu hỏi này tưởng là phụ nhưng mà ảnh hưởng rất là chính luôn. Gia đình tôi, họ hàng hai bên đang xem. Thì ý là anh có phải đàn ông không? Thì là một trong những cái bộ phim mà được gọi tên về trong giải thưởng Cánh Diều Vàng, mà là một trong những cái hạng mục chính của các giải thưởng, lại trao cho diễn viên phụ trong bộ phim Anh Có Phải Đàn Ông Không. Đấy, thông tin đầy đủ nó là như thế. À, đấy là có nữ phụ. Đúng rồi, nữ phụ là ai bạn biết không? Nữ phụ của Cánh Diều Vàng đó là chị Đan Lê. Chính xác. Chính xác. Nhưng mà em tò mò về nam phụ cơ. Muốn biết về nam phụ xuất sắc đúng không? Đúng vậy. Thế thì theo dõi thông tin sau đây tôi liệt kê cho. Bên cạnh những hạng mục quan trọng nhất, giải thưởng Cánh Diều Vàng 2023 còn để lại ấn tượng với những giải thưởng dành cho các diễn viên phụ xuất sắc nhất màn ảnh Việt năm qua, với vai diễn Linh Hoàng Đức trong bộ phim Đấu Trí. Diễn viên Vĩnh Sương đã xứng đáng giành được giải thưởng Cánh Diều Vàng cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyền hình. Vĩnh Sương, vai Linh Hoàng Đức, phim Đấu Trí. Vai diễn rất dài và nặng, thay đổi tâm lý liên tục, bộ mặt với xã hội, bộ mặt với cấp trên, bộ mặt với cấp dưới. Tôi thể hiện nhân vật bằng cái cảm nhận và cái bản năng của mình, chỉ dùng chút ít những cái kỹ thuật biểu diễn thôi. Quan trọng là cái cảm xúc và cái cảm nhận của mình với vai thế nào. Lại nói về diễn viên phụ, họ có một cái điểm mình tạm gọi là bất lợi thì tức là gì? Cái thời gian dành cho vai diễn của họ lên hình ấy, nó rất là ít. Để làm sao để lại được một ấn tượng sâu sắc, đúng không? Và lúc này những diễn viên phụ nào đấy mà có tài lẻ, tự nhiên họ đi thêm một cái vũ khí ấy, họ đi thêm một cái lợi thế ấy. Để nói về tài lẻ của các diễn viên phụ trong dàn diễn viên mà đã từng góp sóng ở trên VFC thì rất là nhiều, nhưng mà tôi thì tôi thực sự là ấn tượng với một người anh của tôi mà tôi nghĩ rằng là khi mà nhắc đến thì mọi người cũng sẽ có sự đồng tình. Đấy chính là diễn viên Thái Sơn với tài lẻ đó chính là hát chèo. Hạt ra luống cày tao mới cứ tưởng đời tao đã khổ, ai mà có ngờ mày còn khổ hơn tao. Xin chào mừng gia đình mình đã đến với xứ sở thần tiên. Đứng trước nơi đây, quý vị có cảm giác như đứng trước một bảo tàng nghệ thuật với những mảng màu sáng tối được phối với nhau rất là hợp lý, rất là rực rỡ. Cảm giác thật ấm áp như ở chính ngôi nhà của chúng ta vậy. Đây cũng là điểm đến cuối cùng trong hành trình của mỗi cuộc đời con người. Anh Thái Sơn, thưa quý vị, một diễn viên nam phụ mà để lại những ấn tượng rất là đặc biệt. Tôi rất hâm mộ anh diễn viên này bởi vì sao? Nhìn thấy cách diễn của anh rất là khác nhá. Có một cái chiêu hát chèo là như quý vị biết đấy, anh ấy đã sử dụng rồi trong những bộ phim trước đây đúng không? Bây giờ không biết là anh ấy sẽ còn có cái chiêu nào nữa đây để làm ấn tượng thêm cho cái vai phụ của mình trong một bộ phim đang phát sóng trên sóng VTV1 lúc 21h thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bộ phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyển. Thế mày thích lang vơi, mày thích rượu? Thích cả hai, thích cả lang vương, thích cả rượu. Sao mày tham đấy? Mày có đi mua rượu không? Mày có đi mua rượu không? Tao mua. Nhưng mà chưa hết đâu, vì anh ấy còn xuất hiện trong một bộ phim khác nữa, đó chính là Biệt Dường Đen, được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần ở trên kênh VTV3 vào lúc 21h40. Mất điện lúc mấy giờ? Tầm hơn 12 giờ, lúc khách đang chơi thì mất điện. Đến lúc có lại thì quán không còn ai. Kể cả khách ở trong phòng VIP à? Vâng. Và tôi cũng chỉ mật mí luôn. Anh Thái Sơn, nhưng mọi người cứ tưởng là anh là một vai phụ trong phim thôi. Nhưng đây cũng là một vai cực kỳ quan trọng đấy. Mọi người xem, mọi người nhớ để ý đến nhân vật này nhá. Thưa quý vị, tóm lại là sau khi mà chương trình ngày hôm nay lướt trên VTVGo khép lại, thì ngay lập tức chúng ta sẽ đến với hai bộ phim mà chúng tôi vừa mới điểm tên ấy, sẽ chiếu lần lượt trên sóng VTV1 và VTV3. Và quý vị thân mến, để có thể nói lại về những cái thông tin, về những cái gì mà diễn ra trong ngày hôm nay với chủ đề là trái chính, phải phụ, thì chúng tôi nghĩ rằng là dù là trái hay là phải, dù là chính hay là phụ cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta sẽ luôn luôn sống hết mình, làm việc hết mình. Hãy tận dụng hết những cái năng lượng và năng lực của mình có thì thành công sẽ đến với quý vị thôi. Chính vì vậy ngày hôm nay em sẽ quyết tâm sống hết mình với đam mê ca hát của mình. Anh chị ơi! Rồi, nào? Cho em con beat, beat. Xuân Lâm mới beat, beat. Làm sao tôi biết, biết. Thôi thôi xin kết, kết. Lướt trên VTVGo xin được gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể quý vị.